Chị đẹp á, chị đẹp áo màu xanh ngọc, xanh ngọc bích. Hay quá
Dung nội giá thằng là quá hay luôn rồi đó. Vô đi. Ủa gì hắm? Không nhiều quay chút dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quân. Đứng cho có tụ hay là chơi cầu lông? Chị Dung ơi, lợn quá mùa.
Lặng á. Dông, đi đâu nữa? Anh Duy Nguyễn nè, chạy ra đấy. Anh rồi, em biết giờ, lá rồi má. Lâu lâu ra, gái ông không đi đi chơi lễ nè. Vô nghỉ rồi, đi vô, vô, vô anh Châu. Chị Kim Anh vô. Đâu liệu được con mà. Vô kiếm xe phẩm nè. Xe này này mà mang. Dành vô đừng có chờ giờ giờ gãy, dành vô. Dành vô. Đều. Yeah.
Yeah.
Rồi, anh Châu qua bên kia đi, chị Kim Anh qua bên đây. Anh Châu qua bên kia, Kim Anh qua đây cho Hà nó có cơ hội chút. Châu, phải để Châu bên, Hà một bên rồi đánh hai. Thôi lẻ để cho nó buồn. Phải tắm tắm rồi nghỉ. Lần này mà thua nữa là lại về đi, về luôn nha. Hey, why am I doing this?
Còn mẹ hả? Bãi rồi qua đây quá lợi rồi. Đầu vô, sát lưới. Qua đây giết đây. Giết, sát lưới vô bên trong. Sát lưới vô bên trong. Anh xin lỗi anh Châu nha, tự nhiên nói anh Châu qua Hà chi Vô đi anh. Anh sao vô đi. Vô, 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 vô,
vô hái cuốn xe nữa. Anh vô đi. Vô hái cuốn xe nữa. Anh vô nữa mới đổ. Đánh bàn. Anh vô con xe. Rồi luộc nha. Không đánh ra đặng này mới lên mặn không nè. Mặn quá. Mặt lòng quá nha. Rồi cố gắng nha. Đi em. Nhân công mình nha.
Thank you.
Dạ. Đang đâu? Có thắng 10 điểm đầu á chị. Đưa dán nữa. Đưa điểm đầu thắng nữa sao? Dán nữa nha. Anh dán nữa quay cho thấy tiền. Đây vô. Anh Hà vô. Đi đó đâu? Thắng đâu? Quá bả dẫn tôi 4 xe là bút quay không rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quanh như mặt tao.